Vâng, xin chào các bác đến với kênh chuyên xe đạp. Và hôm nay em giới thiệu các bác một mẫu xe đua chính hãng của Gian OCR 3003. Hôm nay em về hai chiếc dòng Gian OCR 3003 các bác nhé. Một mẫu là OCR 3 Series và một mẫu OCR 3003 thường. Và hai mẫu xe này em đánh giá tổng thể một mẫu chiếc xe này em đây là một mẫu xe rất là mới. Độ mới của nó phải trên 95%, gần như tuyệt đối. Và một chiếc xe là OCR phiên bản thường, độ mới là tầm 90%. Đây bác nhìn đây. Và bây giờ em xin nói tổng thể chi tiết từng chiếc xe một. Và mẫu OCR đua dòng màu thứ nhất OCR 3003 series có màu ghi xanh trắng, màu ghi giống màu titan đó nhá. Màu OCR 3003 này là cái mẫu xe này là series này là màu đẹp nhất của trong dòng OCR. Đây là độ mới của xe trên 95%, rất là mới luôn, rất bóng và sáng. Đấy, màu ghi nhũ. Xe làm từ hợp kim nhôm alloy kích, vẫn là hợp kim nhôm siêu nhẹ của dòng Gian, độc quyền của dòng Gian rồi. Còn đây là website chính hãng của Gian, các bác ở lên mạng tham khảo thêm. Phía dưới này là cái chống của con lập xích, em vẫn để nguyên của Gian. Chiếc xe này em đánh giá được mới trên 95%. Size M thì các bác cao từ 1m62 cho đến 1m75. Màu xanh ghi này rất là nổi các bác nhá. Đây là một mẫu xe mà màu này đẹp nhất trong những dòng OCR 3003. OCR series. Cổ phốt chính hãng của Gian, cốt yên chính hãng của Gian. Đây là lớp keo cho bác nhá, chứ không phải xước đâu. Bác về có thể lấy nước lau, nước xà phòng lau qua là hết. Em xe mới về lúc nào chưa thấy lau chùi. Đây các bác đã đánh giá độ mới của xe gần như được tuyệt đối. Xe được trang bị với tay lắc Gradit Shimano. Đây đồ xe của bác chính hãng của Gian đây, vẫn còn mới bác nhìn này. Xe được sử dụng bộ phanh V 3 mảnh, tàng xe của nhôm OCR series 3003. Vâng, đây là tem mã vạch chính hãng và bảo hành của chính hãng Gian đây. Bác nhìn cái độ mới của tem xe, bác biết là xe cũng rất là mới rồi. Xe được trang bị với cặp Mayer chính hãng Gian trước và sau, bành cặp của Gian đây. Xe sử dụng lốp 75C dòng OCR 3003 series này, sử dụng lốp trọc, lốp hiệu rất là nổi tiếng các bác nhá. Lốp hiệu Michelin Sport, một hãng tên tuổi của dòng sản xuất lốp ô tô, xe máy rất là nổi tiếng. Lốp trọc xe OCR series là sử dụng với bộ lốp trọc. Đây vẫn còn tai lốp này, có hình rất mới. Bánh hai lớp chính hãng của Gian. Xe được trang bị với bộ lạc đĩa Shimano Gradit, đùi đĩa nhôm rất trắng và sáng bóng. Đây bác nhìn đấy, đây bedan nhôm Wigo, đùi đĩa nhôm tông trong xe rất là mới. Bác nhìn cái bàn đạp của nó cũng nhìn này, đem mình lau qua bác nhìn này, rất là ít đi đâu mà là bộ nối còn như tuyệt đối.
May hôm trước của sở xe cũng là của chính hãng ra nó nhìn rõ. Cặp lốp sau và lốp chọc Michelin, lốp hiệu vành gian chính hãng. Xe được sử dụng với phủ đề Clarit Shimano, nguyên cả đúp của Shimano. Học yên chính hãng của gian các bác nhé. Đây bác nhìn yên xe đây, yên còn rất là mới đây. Cái màu này xe là cái màu em theo em đánh giá cái màu đẹp nhất của cái dòng gian OCR 3003 sơ đi. Mắt nhìn cái điểm nhấn nhìn rất là nổi bật. Đây những cái lỗ thoáng khí của xe đây, yên xe đây. Xe được trang bị với 8 tầng lip và 2 đĩa trung lực rộng của xe 16 tốc độ. Vâng, chiếc xe gian thứ nhất em vừa đánh giá tổng thể là chiếc xe gian OCR Seri 3003. Bên em có giá là 7.2 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Và đây là chiếc OCR thứ 2 3003, có màu tông đen xanh. Xe này em đánh giá tổng thể khoảng tầm 90%, màu đen xanh, rất là nam tính. Xe là cũng chính hãng của Ram, cổ cốt cốt yên cũng ở của Ram, Ram FL. Tay bấm hiệu Ram, đây tay bấm này rất là êm, tay cuốn của dòng sơn luôn, bấm hiệu của nó được người chơi nâng cấp thêm với bộ chủ động Shimano Clarit. Xe được trang bị với phanh ba mảnh, hàng nhôm, khung nhôm size cũng size M, xin nhắc qua hợp các bác cao dùng 1m62 1m75. Cốt yên của gian này, yên xe cũng là chính hãng gian đó nhé. Xe này thì được trang bị với lốp nhỏ, lốp thường so với lốp trọng ở bên dòng xe OCR 3003 series. Lốp thường thôi nhưng mà vẫn là lốp xe đua, gầm lốp, vành hai lớp. Đây là website của gian chính hãng này, các bác nhìn rõ đấy. Xe được sử dụng phanh ba mảnh. Xe được trang bị với 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Xe cũng được trang bị với bộ phủ đề Clarit 8 tầng lip, 2 đĩa hợp kim nhôm alloy vic, hôn siêu nhẹ của dòng gian, bùi đĩa đen Bian Wigo, đặt đĩa Shimano Clarit. Tổng thể xe là toàn xe chính hãng hết, toàn bộ là của dòng gian OCR 3003. Và chiếc thứ hai này bên em mới bán với giá là OCR 3003 7.9 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Đây, vâng, em vừa giới thiệu qua hai chiếc mẫu OCR 3003, phiên bản đầu tiên là phiên bản OCR Seri và phiên bản thường OCR 3003. Và chiếc mẫu đầu tiên đánh giá là độ mới trên 95%, có giá là 7.2 triệu. Còn chiếc thứ hai đánh giá là tầm 90%, có giá là 7.9 triệu. Vâng, xe đầu tiên em đánh giá là rất là đẹp, màu sắc rất là còn mới không nhé. Hai chiếc, có là quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975 709 943 hoặc lên YouTube tìm kênh xe đạp, nhấn đăng ký theo các kênh. Vâng, hẹn các bác vào chương ngày mai.